Thưa quý vị và các bạn, qua 14 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, tuân thủ đúng theo quy trình tiêm ngừa vaccine của Bộ Y tế, đợt tiêm ngừa COVID-19 đầu tiên cho lực lượng cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã kết thúc. Được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, chu đáo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, đợt tiêm ngừa vaccine lần này hoàn thành sớm hơn kế hoạch 1 ngày thay vì 15 ngày. Theo y bác sĩ bệnh xá Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, các cán bộ chiến sĩ biên phòng trong toàn tỉnh về thực hiện các khâu xét nghiệm đúng thời gian, tuân thủ các quy định trong tiêm ngừa. Chúng tôi là những người ở tuyến đầu, những người trực tiếp làm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 biên giới, cái khả năng lây nhiễm là rất cao. Chính vì vậy mà được sự quan tâm này, được chích ngừa thì chúng tôi cảm thấy là vinh dự, tự hào và từ đó tiếp theo cái động lực để mà chúng tôi có thêm cái sức mạnh, cái niềm tin để tiếp tục tiến ra tuyến đầu, căng mắt về biên cương để cùng chung tay cùng toàn cả hệ thống chính trị để chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả. Lô vaccine nhập khẩu đầu tiên của AstraZeneca được Bộ Y tế giao cho Bệnh viện Quân y 121 Quân khu 9 thực hiện tiêm ngừa cho cán bộ chiến sĩ biên phòng Kiên Giang. Được biết sau khi tiêm không có phản ứng phụ nào đáng lo ngại, hầu hết chỉ sốt nhẹ, đau đầu, nhức cơ bắp. Đây là các phản ứng phòng vệ nằm trong phạm vi cho phép của nhà sản xuất vaccine. Thì cái tỷ lệ mà phản ứng hoặc là những cái tác dụng không mong muốn của vaccine sau tiêm vaccine á, thì nó cũng nằm trong cái tỷ lệ cho phép. Nếu tính ra nó chỉ cũng khá là thấp. Trong cái đợt này chúng tôi ghi nhận thì chỉ khoảng 0,9% thôi. Trong những ngày thực hiện việc tiêm ngừa, các y bác sĩ bệnh xá biên phòng Kiên Giang cũng hết sức vất vả. Công tác tổ chức đón tiếp, ăn nghỉ cho bộ đội về tiêm ngừa được thực hiện chu đáo. Cái đoàn trích của 121 ấy, nó xuống đây là mình đã xử lý ban đầu ổn, xong đưa ra cấp cứu ngoài bệnh viện đa khoa của tỉnh. Thì sau 24 giờ thì là bệnh viện đa khoa cũng cho xuất viện về đơn vị tiếp tục công tác. Sau khi được tiêm vaccine COVID-19, các cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng biên phòng Kiên Giang sẽ giữ niềm tin, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch.